Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Metromy nhận được một cây đàn F710, sẽ tiến hành nâng cấp lên A2000. Đàn trước khi nâng cấp mình sẽ tiến hành kiểm tra tổng thể cây đàn xem có bị lỗi gì không, và kiểm tra bo có bị tình trạng hư bo gì không, mình sẽ tiến hành sửa chữa. Nếu đàn bị hư bo mình phải sửa trong một tuần mới nâng cấp được. Giờ chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra. Rim đã kiểm tra ok. Các bạn đã thấy đây là một cái đàn đã qua sửa chữa rất là nhiều lần rồi, cho nên những con ốc của mình đã bị tua ren và rất là khó để mở ra, cho nên kỹ thuật phải mất rất là nhiều thời gian để mở được các con ốc. Rồi sau khi mở các ốc của đàn ra thì mình sẽ bắt đầu kiểm tra lại main của đàn, coi thử nó có phải là cây đàn main zinc hay không. Thì đây, mọi người nhìn vào có thể đoán được là cây đàn này đã có sửa chữa rồi, cho nên nhìn cái men của đàn đã bị bong tróc tất cả những cái tim. Tim của đàn mình có thể thấy là nó bị phai mờ rất là nhiều. Những cái IC ở đây đã có dấu hiệu bị sửa chữa rồi, cho nên những cái đàn giống như vậy thì bên trung tâm mình sẽ tiến hành kiểm tra rất là kỹ trước khi nâng cấp. Nếu không thì cái trách nhiệm sau khi nâng cấp nó sẽ bị nhầm lẫn. Lý do là nhiều khi cây đàn của các bạn đã bị lỗi rồi, nhưng các bạn không báo mà đem cho Metromy nâng cấp, thì lúc đó nó xảy ra lỗi thì cả hai bên đều sẽ khó giải quyết được. Vì vậy những cây đàn có men zinc thì thường được ưu tiên nâng cấp nhanh và lấy liền. Còn những cây đàn cái men đã bị sửa chữa rồi hoặc là men đã cũ xuống cấp thì Metromy phải giữ lại để kiểm tra ít nhất là một ngày trước khi nâng cấp. Nếu phát hiện ra lỗi thì sẽ sửa chữa và kiểm tra trong vòng một tuần trước khi nâng cấp. Và bây giờ em mở men ra kiểm tra lại. Nếu các bạn là khách hàng mà ở quá xa, điều kiện gửi đàn khó khăn, không thể gửi từ ở vùng xa tới trung tâm được, thì các bạn có thể tháo men theo phương pháp mà Metromy sẽ hướng dẫn.
Đầu tiên mọi người có thể tháo bốn con ốc ở các vị trí này. Bốn vị trí này sẽ có bốn con ốc và mình sẽ tháo nó ra trước. Ok, bây giờ mình tiến hành rút các dây kết nối. Đây là một cái dây bệ nối từ màn hình xuống cái main, cho nên mọi người hãy cẩn thận. Mình rút dây thì mình tránh tác động mạnh để giữ cho cái dây nó không bị hỏng. Kỹ thuật của mình đang làm rất là đúng các động tác. Sau khi rút được một cái main của S710 ra thì các bạn có thể thấy là nó hoàn toàn tách biệt. Và cái main này bạn có thể đóng vào một hộp nhựa, sau đó gửi về trung tâm Mitumi để nâng cấp. Và khi nhận lại main, các bạn có thể lắp lại theo cái hướng dẫn của công ty mình. Dựa vào cái hướng dẫn mở ra thì các bạn có thể thấy là lắp vào nó cũng rất là dễ thôi. Chỉ cần cắm đúng các đầu jack. Những cái jack này thì khó mà cắm lộn được lắm, tại vì số chân của nó đã quy định mỗi cái một kiểu rồi, mình khó có thể cắm lộn được. Các bạn cứ về cứ nghiên cứu là cắm lại y chang, hoặc là các bạn có thể chụp hình lại trước khi mở đàn ra. Lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng lắp lại giống như là cái nhà sản xuất người ta làm. Rồi bây giờ bên mình sẽ tiến hành kiểm tra cái main này sơ bộ, sau đó tiến hành xả IC và nâng cấp. We'll be right back.
Mitsubishi sẽ tiến hành dán tem. Sau đây sẽ hướng dẫn các bạn lắp nền bò cục 710 vào. Rồi em cắm dây trước khi lắp. Rồi phải đợi vô, phải cắm các màn hình trước. Cắm cho sát. Tiến hành tới đây. Bạn khởi động rất nhanh. Em cắm USB bắt đầu cài đi. Bắt đầu cài dữ liệu. Này chuyển qua sẽ tự nhanh đó. Chúng ta bắt đầu cài nhân thơ cho bạn. Cài bộ user vô trước. Đi store lắm. Đắp xong mình sẽ kiểm tra lại dữ liệu anh đi xem.
Ok, dữ liệu đã vào. Chúng ta tiến hành cải xem đó. Thank you.
Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. Mitomi Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.